Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân thương của Lợi Minh. Hôm nay là đầu tuần ở bên Mỹ và thứ hai. Bây giờ mình cho cá ăn. Đây. Wow. Nên cá nhìn đã thiệt chứ. Mỗi ngày ra coi cá thấy rất là ham. Sống này chỉ có thế thôi. Cứ nằm rồi phải biết hưởng thụ chút. Hello Nancy, phải không Nancy? Bữa nay có làm không cưng? Trời bà, bên chỗ Nancy chắc là lạnh lắm rồi ha. Bên anh trời lạnh, nhưng mà so ra mấy tiểu bang khác thì chắc không bằng đâu. Coi hai chồng ráng lo làm ăn, kiếm số vốn đi. Chứ làm ở xứ này hoài, anh thấy làm cứ làm, bảo mắt cứ làm, rồi lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn, nó thành đạt thành tài là mình mừng cho nó, chỉ có vậy thôi. Cái đất tư bản, cái xã hội Mỹ này, hôm nay là mình xin chia sẻ với anh chị các bạn về một đề tài. Một đề tài là mình tranh luận với mấy cái thành phần mà chống cộng ô hợp ở bên Mỹ. Nó cứ bắt mình phải là mang ơn nước Mỹ, phải là cám ơn thằng Mỹ. Không, cái tánh của anh đó nha Nancy, hồi nào giờ anh qua Mỹ thì chưa bao giờ anh biết anh cám ơn thằng Mỹ là gì. Tại vì anh thấy mình làm việc, mình đổ mồ hôi, mình xót mắt ra để đặng mình mới có được cái cuộc sống. Tại sao mình phải cám ơn nó chứ? Anh làm mình phải đóng thuế, mình phải trả bill, trả nợ đủ thứ hết. Tự nhiên mà mình phải cảm ơn nó là cái gì? Phải nó cho không mình á, nó cho mình á, mà mình ngồi đó mình qua rồi nó cho đủ mọi thứ, mình qua đó mình sống rồi mình mới có được như vậy thế nọ đó. Lần này mình qua, ôi ơi, làm chết bà cố luôn, hồi mới qua cũng vậy, đâu có được hưởng cái gì đâu. Nói về những cái mà trợ cấp xã hội, hồi lúc mà qua đó, cái gia đình mà họ, ông thằng Mỹ nó ghép hồ sơ vô đó, qua là trời lạnh như vậy nè, đầu tháng 1, còn nhớ đó 28 tới tháng 1, trời nó lạnh mà nó mưa, nó đuổi mình ra khỏi nhà, oh man, đi không biết đi đâu nữa, mà nó lạnh giả man luôn. Rồi xin đi học, rồi đi làm nhà hàng, rồi tự sống, rồi bươn lên. Này ơi, cực khổ biết bao nhiêu. Mấy ông chống cộng, mấy ông mà Việt Kiều Mỹ, mấy ông mà chống cộng ở bên Mỹ là bảo Lợi Minh nói xấu Mỹ, không có mang ơn Mỹ. Có gì đâu mà mang ơn xã hội Mỹ này. Làm sống thì phải biết phấn đấu lên thôi. Chỉ có mấy người mà họ qua họ được hưởng trợ cấp, rồi họ được hưởng những cái này cái nọ của chính quyền Mỹ nó cho á, thì họ cảm ơn kệ họ. Đó là chuyện của họ. Mà Lợi Minh này á, qua các bạn biết sống phải làm, đi học xong rồi á, vừa đi học và vừa đạp chiếc xe đạp đi đi làm, anh chị các bạn biết. Đi làm nhà hàng mà có 4 đồng rưỡi giờ thời đó mà mừng muốn chết luôn. Làm lễ đó, nhà hàng, làm cho nhà hàng Mỹ, mấy cái câu lạc bộ của tụi Mỹ á. Làm anh chị các bạn biết, cuối tuần đồ lễ đồ á là mình làm chết mà cố luôn. Tại vì cuối tuần lễ rồi mấy tụi nhà giàu nó đi chơi, nó đi nghỉ lễ, nó vô nhà hàng nó ăn. Nó ăn uống nó vô đó. Còn mình phải làm. Mà mình phải làm mà muốn được nghỉ lễ, nghỉ mấy ngày lễ đó là mình phải xin trước lâu, là phải giống như là phải sắp xếp làm sao. Mình thường nó dành ưu tiên cho mấy thằng Mỹ nhiều. Còn như cỡ bồi bàn, best boy, nó gọi là best boy á, là
mình chờ sao thôi mà làm chết bà cố. Mấy ông Việt kiều Mỹ, mấy chống cộng bên Mỹ, mỗi lần mà Lại Minh lên chia sẻ, Lại Minh nó nói xấu nước Mỹ, đặng chén đa bát, nó không có cảm ơn nước Mỹ, nhờ nước Mỹ nó mới có cái này, có cái nọ, có tàu, có bè, cuối tuần được đi câu ra hồ enjoy. Cười thôi. Nói chung nói với anh chị các bạn một điều, ở bên Mỹ vậy đó, mình mà có những cái mà những cái cuộc sống của mình mà mình thêm những cái này cái kia vô đó, là mình phải gánh đi những cái gánh nợ đó thêm đó, nó vui một phần về vấn đề mặt tinh thần. Nhưng mà anh chị các bạn đi, có chiếc tàu phải đóng tiền lệ phí hàng năm á, giấy phép á. Đóng giấy phép hàng năm, rồi kéo tàu đi rồi cũng phải tốn kém xăng cộ này, rồi đi vô trong cái xuống tàu lên tàu vô bãi đâu đó cũng phải đóng tiền lệ phí nữa. Mình vô đó là phải đóng tiền lệ phí đó, các bạn biết, vô xuống tàu lên tàu. Các bạn biết nếu mà ở tiểu bang mình ở Arizona mà kéo qua Cali đó, là cái tiền lệ phí mà xuống bến tàu bên đó khoảng từ 300 đô cho tới gần cái 1000 đồng á, cái tiền mà kéo xuống bến tàu á. Các bạn biết tại vì mình ở xuyên bang, nó gọi là xuyên bang, tiểu bang khác qua đó. Mẹ ơi, nó đủ. Cái gì nó cũng bắt mình phải cảm ơn nước Mỹ rồi thế này thế nọ, làm gì mà cuồng Mỹ ghê vậy. Tôi thấy ở Mỹ này bình thường thôi, mình khôn, mình biết làm ăn, mình biết lo, mình biết cuộc sống, mình biết cần kiệm thì mình còn có dư, còn không hả thì cứ làm đầu tắt mặt tối, nó quảng cáo nó cho mình ăn trước trả sau không à. Đó là cuộc sống mình cứ lẩn quẩn loanh quanh như vậy, mà tự nhiên giờ mình phải cảm ơn Mỹ. Hơi bị tiếu. Mấy ông mà Việt kiều mà chống cộng bên Mỹ mắc cười chứ. Gặp cái thằng gì Châu Hoàng bữa nay, ông lên ông cai cú, ông làm dữ lắm. Nó giống như qua đất người ta mà ở xứ người ta cũng ăn nhờ đậu, cũng làm chết bà cố luôn. Chắc là gian lận phúc lợi xã hội hay sao đó, cho nên mới cuồng Mỹ vậy. Qua Mỹ được hưởng những cái phúc lợi xã hội. Khi mà Lại Minh vạch ra những cái phía sau á, rồi bắt đầu mới tức, mới bức xúc lên á. Mấy ông Việt kiều mà chống cộng rồi thấy ớn chạy đầu, thấy mấy ông này, mấy ông mấy bà ớn chạy đầu, sống ở Mỹ mà cuồng Mỹ thì ghê luôn. Mà trong khi đó mình làm thích bà cố, mình mới có được cái cuộc sống, cái vật chất đó. Anh chị em các bạn biết, ở Mỹ mà cái gì nó cũng phải trả cái giá của nó. Nhiều khi mình thấy nó quảng cáo buy one get two free, là mua một tặng hai, nhưng mà nó tính tiền ba. các bạn nên nhớ vậy đó, nó marketing mà, nó cái tâm lý mà, tâm lý chung nó làm cho mình thấy cái gì nó cũng rẻ. Anh chị các bạn thấy không, nó làm thấy cái gì mình cũng rẻ, cái gì cũng hấp dẫn hết. Nhưng mà sự thật là mình phải quay cuồng vào trong đó. Tại sao mình không cảm ơn cái quê hương của mình đã sanh ra mình, đã cho mình thành một con người Việt Nam, mình không cảm ơn mà đi cảm ơn cái nước Mỹ, cảm ơn cái thằng Mỹ. Cái thằng Mỹ này nó đâu phải là thánh thần hay là nó là cái gì, nó ban phát đó, nó ban phát cho người này là nó cũng sẽ lấy lại cái người khác từ người khác. Nó cho, nó đem đồ ăn nó đổ qua cho anh quốc gia này quốc gia nọ thì nó cũng phải lấy lại những cái quyền lợi của nó chứ, đâu có cho không đâu. Thằng Mỹ mà, các bạn biết hồi xưa những cái cuộc chiến tranh thế giới nó xảy ra đó là do vấn đề mà kinh tế, khi mà nó chiếm lãnh thị trường đó không được đó, thì nó phải gây ra chiến tranh để đặng mà nó chiếm cái tài nguyên và cái thị trường đó. Bây giờ thì cộng đồng quốc tế nó mạnh hơn, nó có những cái khối đại đoàn kết, cho nên những cái cuộc chiến tranh thế giới mà nó bùng nổ thì nó khó hơn, nó rất là khó. Người ta có thể thương lượng dàn xếp
những cái cách mà ngoại giao đó nó tốt hơn, cho nên nó giảm thiểu được những cái cuộc mà chiến tranh thế giới nó có thể xảy ra. Cho nên các bạn thấy khi mà ngày xưa nó đem đi đồ kinh tế, những cái hàng hóa này kia nó đem đổ ngoài biển, nó đem đổ vào biển. Bây giờ đó thì nó đem cho, tại các bạn thấy không, Mỹ nó khôn lắm, đồ ăn đồ này kia nó sản xuất đó, là nó subsidize cho những cái công ty, những cái hãng xưởng về mọi ngành nghề của quốc gia nó đem ra nó bố thí. Thực ra nó đem cái đó là nó bố thí, nhưng mà nó được cái hưởng cái quyền lợi của nó giải quyết những cái sự tồn động ở trong cái quốc gia của nó. Mấy thằng tư bản mà nó rất là cáo già, nó rất là quỷ quyệt. Cho nên đâu có cái gì mà phải ngồi đó cảm ơn Mỹ này, cảm ơn Mỹ kia. Mấy người Việt của mình có cái dở cái đó, người Việt của mình đó. Bởi vì đi đến xứ người ta cái dân bản xứ nó khinh là tại mình vọng ngoại, mình không có coi trọng cái tinh thần dân tộc cái của mình. Tại sao các bạn thấy những cái cộng đồng người Do Thái, người Hoa, người Đài Loan, người Hồng, những cái sắc tộc khác đó, họ đoàn kết giao và cái bản sắc dân tộc của họ rất là hay. Còn cái bản sắc dân tộc của mình đó, mình đi ra ngoài xứ người ta mà mình cứ ngoại lai rồi. Chứ mà thằng Mỹ nó cho ăn được, nó ban phát được một chút nào đó cho ăn được, cái bắt đầu đội nó trên đầu rồi. Các bạn thấy không, đội nó trên đầu rồi. Thành ra lúc nào mình đi đến đâu mình cũng bị lép vế. Mình bị lép vế. Tại vì theo cái thống kê ở hải ngoại của tụi mà chống cộng đài BBC, chị các bạn biết nó thống kê đó, nó nghiên cứu đó, là người Việt của mình cũng bị lép vế. Tại cái cách sống của mình, cái lối văn hóa mình không có chịu thay đổi. Trong khi đó cái người dân trong nước người ta thay đổi, người ta sống, người ta văn minh hơn. Còn mình thì cứ đi thụt lùi, ngồi đó cứ đội thằng Mỹ trên đầu, đi đâu cũng đội thằng Mỹ trên đầu. Nó cóc đầu như con chó vậy, cũng đội thằng Mỹ trên đầu. Các bạn thấy không, nó đau lòng, nó rất là đau lòng cái người Việt của mình. Nhiều khi tôi thấy những cái thành phần mà chống cộng cực đoan mà ô hợp ở hải ngoại, nó sống cái lối sống của nó còn tệ hơn cái dân ở trong nước. Tại vì nó ngồi đó chứ nó chỉ biết nhìn về quê hương, nó sôi bối, nó bới lông tìm vết, nó vạch lá tìm sâu thôi. Các bạn thấy nó tìm cái này, nó tìm cái kia, rồi nó chê. Mà trong khi đó bọn nó ở xứ người ta tròn toàn là lao nô thấy mẹ. Tôi thấy bởi vì lên cái không gian mạng này, mình thấy những cái người mà người Việt của mình đi ra hải ngoại còn mang những cái tư tưởng chống phá đất nước, rồi coi trọng cái, rồi cái cứ đội cái đầu, đội trên đầu cái thằng Mỹ hay thằng Đức hay thằng Pháp, cái thằng nào mà nó cho vô nước của nó để đặng mà làm lao nô á, là bắt đầu đội nó trên đầu. Thật sự ra các bạn biết cái chính sách dân di dân á, là cái những cái chính sách đó, mấy thằng tư bản á, nó rất là khôn. Các bạn biết cái chính sách di dân đó là nó để giải quyết những cái công ăn việc làm lao động phổ thông mà dân bản xứ người ta không làm. Nó mục đích của nó như vậy, thay vì nó gọi là xuất khẩu lao động hay là nhập khẩu lao động. Các bạn biết không, nó hay gọi là nó nhập khẩu lao động mà nó sử dụng cái chính sách gọi là di dân. Đấy. Di dân mọi nhiều hình thức khác nhau. Đấy. Để đặng mà giải quyết những cái công ăn việc làm của địa phương. Tôi nói như ở những khu tôi như vậy, các bạn thấy những nông nghiệp, những công việc làm nông nghiệp như vậy, dường tượng đa số là dân Mỹ Tây Cơ, dân Nam Mỹ nó sang nó làm, nó chịu làm, nó chịu khó để đặng nó kiếm tiền. Thì nhiều khi thằng Mỹ nó cho vô, các bạn biết ngay cả tụi Mỹ Tây Cơ mà nó vô Mỹ nó ở lậu tới 10 triệu người, nó làm công việc, nó làm cực lực lắm kìa, nó làm cái tội. Đi lại mấy cái chỗ mà xây dựng đồ, các bạn biết về giao những cái nơi mà hạ tầng cơ sở xây dựng, ngành xây dựng đồ đó, nông nghiệp, ngành xây dựng đồ, là tụi Mỹ Tây Cơ nó làm bên lĩnh vực đó rất là nhiều. Bởi vì các bạn biết nó xây nhà, xây cửa, những cái kiểu mẫu của tụi nó đó,
tụi Mỹ Tây Cơ nó xây rất là giỏi, nó giỏi về lao động chân tay lắm, nó làm việc cũng cần cù nữa, chỉ cần cho nó ăn uống đầy đủ là nó làm thấy thương lắm. Ngày mà các bạn biết tôi làm, ngày xưa tôi còn làm việc tôi biết mà, cần cái gì là thuê nó đi ra mấy cái khu chợ nó bán đồ, cái chỗ mà nó xây, nó bán đồ vật liệu xây dựng đó, nó đứng đó nó ship hàng dài, nó đứng tụ năm tụ bảy đứng vòng, nó thấy mình tới rồi nó chạy lại rồi nó hỏi có việc gì làm cho nó làm không, 10 đồng giờ, 15 đồng giờ tùy theo cái công việc. Nhiều thằng mình lại mình hỏi nó, mày chào anh Cầm, chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha, mình hỏi nó mày biết xây tường không, hay là mày biết lót gạch không, hay là biết sân nhà không, cái này kia cắt cỏ đồ này nọ, là kêu nó về chợ nó bỏ đó nó làm, nó làm mấy tiếng đồng hồ rồi không chở nó lại cái chỗ đó bỏ nó đó, còn không mà ở gần mấy cái chỗ đó thì mình chỉ lại đó mình chở nó, kia nó có chiếc xe đạp, nó đạp chậm gần rồi cho nó đạp về mà phần nhiều á thì mình chở nó đi, mình chở nó về lại cái chỗ mà nó đứng, nó tìm, nó xin việc á, nó đứng nó kiếm việc làm á, chở lại đó rồi nó đạp xe nó về. Tụi bên Nam Mỹ á, dân Nam Mỹ á, Mexico cái vùng Nam Mỹ á. Cho nên tôi thấy xã hội Mỹ này làm mới có ăn thôi, còn không làm thì phải hưởng những cái phúc lợi của người khác, tiền thuế của người khác đóng vào. Tôi nói anh chị các bạn, tiền thất nghiệp là cũng do chính mình đóng vào trong đó mình mới có, chứ mình không đóng mà mình cũng không được hưởng nữa. Các bạn biết cái tiền thất nghiệp nó dựa trên cái tiền lương làm bao nhiêu mỗi tháng, và mình phải đóng đủ bao nhiêu quý trong một cái năm đó mình mới được hưởng cái phần đó. Cái tiền mà về hưu cũng vậy nữa anh chị các bạn biết, mình không phải là ai về hưu là cũng có được tiền giống nhau hết. Nếu anh làm nhiều anh về hưu, tại vì cái tiền mà anh đóng vô trong cái tiền hưu á rất là nhiều, thì anh đóng càng nhiều thì khi anh về hưu đó anh sẽ được hưởng nhiều. Mà các bạn biết vấn đề lạm phát ở Mỹ ngày lúc nó tăng á, thì hiện nay những nhiều người Mỹ họ phải đi làm, họ ngoài cái tuổi hưu là họ vẫn phải đi làm, tại vì đời sống vật giá vật chất đồ nó tăng, lạm phát đồ nó tăng, cho nên họ vẫn phải đi làm, họ chi không đủ. Các bạn biết đừng có nghĩ là người bị nghỉ hưu rồi nhá là sẽ được hưởng cái này được hưởng cái kia đâu, những cái về phúc lợi xã hội cũng chưa chắc gì được hưởng hết, tại vì nó thấy mình có cái lương hưu đó nó chỉ cho mình đủ cầm hơi thôi, cho anh chị các bạn biết. Bởi vì nhiều khi người Mỹ người ta lúc người ta làm hãng xưởng rồi đó, người ta bỏ 401k, có nghĩa là cái nó có một cái quỹ tiết kiệm nó nằm về bên chứng khoán loại 401k đó, họ bỏ vào trong đó để đặng mà họ dành dụm khi già họ có. Cho nên các bạn biết nhiều khi những cái công ty mà họ bỏ vào đó rồi mấy công ty đó mà phá sản đó, có nhiều khi những cái 401k đó nó văng mắt luôn. Sau cái vụ 911 á, nó có xảy ra mấy trường hợp đó rất là đau lòng, là các bạn thấy coi như là tiêu rồi, giống như tiền già để dành vậy đó, để dành. Và trong cái chứng khoán của cái công ty gì đó thì các bạn thấy nhiều khi bỏ vào trong đó, thì khi mình bỏ vào trong đó thì mình lãnh lương về đâu còn bao nhiêu, đó còn bao nhiêu đâu, các bạn thấy trừ thế cho này thế nọ, bảo hiểm sức khỏe, rồi những cái bảo hiểm này bảo hiểm nọ, tiền này tiền nọ, các bạn biết về chi phí lại cuối cùng về không có bao nhiêu chứ á. Rồi khi về già lãnh tiền hưu, các bạn biết những cái tiền mà khi già rồi, những cái tiền mà đi bác sĩ, những cái mà bảo hiểm đó đâu phải cái nào nó cũng cover hết cho người nghỉ hưu đâu các bạn, nó đâu phải nó trả hết đâu. Nhiều lúc mình còn phải bỏ tiền túi ra, co-pay deductible đấy, chứ đâu phải đâu. Đa số theo tôi á, những thành phần mà họ sang Mỹ mà họ cùng Mỹ á, thường những thành phần này ăn lợi dụng, ăn phúc lợi xã hội của Mỹ, tại vì nó ăn rất là ngọt, nó ăn rất là ngon. Các bạn biết hả, cái hàng Mỹ nó có cái phúc lợi xã hội, cái Medicare của nó đó. Cái gì vô đó rồi xin được cái đó rồi hả, coi như là không có trả các bạc nào hết trơn á, cho nên họ hưởng được cái đó quá cao đi.
mà tiền thuế những người khác đóng vào, cho nên họ cuồng, họ cuồng Mỹ. Cho nên nhiều khi Lợi Minh lên này chia sẻ về mặt trái của Mỹ, tụi nó tức, nó chửi nó chửi là nó lôi từ hồi đời nào không biết, nó nói nó nghe là mình lúc nào cũng chửi Mỹ hết, đó là chê Mỹ hết, nói xấu Mỹ hết, không có mang ơn Mỹ. Mỹ là một cái quốc gia thế này thế nọ, cái gì cũng là phát minh rồi tốt, cái gì cũng trí tuệ, nó dùng trí tuệ, những cái mô hình xã hội nó cũng cho là trí tuệ. nó cuồng Mỹ thấy mà ớn chờ đậu luôn. Mình thấy mấy ông mà Việt Kiều mà chống cộng mà đầu óc lú lẫn ở bên Mỹ này, họ bị làm sao á, nhiều khi thấy phải nói là rất là đau lòng. Tại sao mình là người Việt Nam mà mình không biết yêu mến cái quê hương tổ quốc của mình, dù nó có xấu thì mình phải làm sao mình xây dựng cho nó đẹp hơn, mình làm sao mình góp phần tiếng nói của mình cho nó tốt hơn, nó xây dựng hơn. Phản đối là để bày tỏ sự hiểu biết, để đẩy lùi cái tiêu cực xã hội. Tại sao nước Mỹ nó có được như ngày hôm nay? Bởi vì có những người khác họ phản đối một cách ý thức. Các bạn biết 50-60 năm về trước, nước Mỹ nó có thật sự nhân quyền không? Có được như bây giờ ngày hôm nay không? Nó có những cái người da màu người ta đứng lên, người ta đòi cái quyền gọi là con người như thế nào cho nó phù hợp, khi họ đã đóng góp vào trong cái mô hình xã hội, họ phải đấu tranh trong cái sự gọi là hiểu biết, để cho tụi da trắng nó nới lỏng những cái luật pháp ra, để những dân da màu họ có được một cái đường lối, một cái mà gọi là mô hình xã hội nó công bằng hơn. Các bạn thấy ngày xưa những người dân da màu tuy rằng thằng Mỹ nó đọc cái bản tuyên ngôn độc lập khi nó khai sinh nước Mỹ của nó rất là hoành tráng, mọi người đều có quyền bình đẳng, mưu cầu hạnh phúc, nhưng mà nó nói cho ai? Cho dân da trắng của nó. Còn những cái dân mà các bạn biết, dân da màu, mình chỉ ngồi phía sau thôi. Bởi vậy tôi nói, tôi cũng cầu cho kinh tế Mỹ nó sập. Tôi nói là nhiều ông Việt Kiều, nhiều bà Việt Kiều ở bên Mỹ giận tôi thì tôi chịu, tôi nói thật đấy. Tôi rất là cái này tôi nói một cách mà chân tình luôn á. Tôi nói tôi mong cho kinh tế Mỹ nó sập. Nó sập không có nghĩa là nước Mỹ nó chết, thằng Mỹ nó có chết. Nó thằng quốc gia đầu tàu mà. Tiền của nó in ra được mà. Là cho nó dạy cho cái đám mà chống cộng ở bên Mỹ một bài học. Cái đám mà cuồng Mỹ một bài học. Năm 2008 là chưa. Tôi nói với anh chị em các bạn biết, năm 2008 nó chỉ là một cái sự báo hiệu thôi. Còn nó mà nó đi vào vấn đề mà sụp toàn diện thì chưa. Chưa. Các bạn biết kỳ đó mà nó không sụp là cái đám chống cộng nó còn kiêu hãnh nữa kìa. Các bạn lúc trước nó kiêu hãnh mà tôi thấy tôi ớn chờ đậu nó luôn. Nó bị sụp một cái rồi văng vô vách hết. Man, nhiều thằng tơi bời bà là. Tôi biết cái anh là bạn này, các bạn biết là ảnh là người công dân, anh này ảnh là người công giáo nhé. Cái nhà thờ của người công giáo ở bên chỗ tôi ở là ngay 27 Avenue với lại Norton. Hồi lúc mà kinh tế thịnh vượng ổng lời, các bạn biết ổng dám dâng tiền vô cho nhà để xây cái nhà thờ công giáo mà 300.000 đô là các bạn nghĩ đi. Mà các bạn biết tại vì lúc đó ổng trúng bất động sản, ổng ôm thêm nữa, ổng mua thêm dồn thêm nữa, lúc kinh tế nó rớt một cái là văng vô vách mất hết luôn, phủi tay trắng luôn. Man, nhiều người lắm anh chị các bạn, rất là nhiều người. Cái đợt kinh tế năm 2008 á, người Việt của mình bị rớt đài hơi bị nhiều, bị anh Mỹ cho leo cây á. Anh Mỹ cho leo cây. Bởi vì các bạn thấy không, nguy hiểm lắm. Làm ăn với thằng Mỹ là phải đứng thế thủ, làm được có tiền thì đi dành dụm Nancy nha. Anh chị em các bạn. các bạn anh chị em các bạn, những người Việt Kiều mà yêu tổ quốc á, lại mình rất là trân trọng. Quý vị nên đừng có mà ngồi đó thần tượng thằng Mỹ quá. Nó sẽ lo cho mình cái này, nó lo cho mình cái nọ, không có đâu. Không có chuyện đó đâu, tôi nói thật đấy. Để tôi thấy rồi, tôi thấy hết trơn rồi. Nó lo là nó lo cho mấy thằng giàu thôi. Nó
bỏ ra mấy ngàn tỷ đó, nó lo cho mấy thằng giàu, còn mấy thằng nhà, mấy thằng mà dân lao động như tôi rồi phải làm chết mà cố luôn. Thành ra bây giờ còn làm được thì để dành dụm, lại dành dụm ít tiền bỏ ngân hàng đó, rồi có chuyện gì còn hậu thân. Nhưng mà hơn nữa đó là nên suy nghĩ về quê hương, nên nhìn về quê hương, nên lấy lại cái quốc tịch Việt Nam, đăng ký công dân, lấy quốc tịch hợp thức hóa công dân, lấy được cái thường trú nhân nữa thì càng tốt. Đây anh NC hả? Lúc trước thì có anh Danny, ghẹo anh Danny, giờ có Nancy, ghẹo Nancy. Cố lên nha Nancy, cố lên Nancy, cố lên, working hard, hardly working, hay là hardly working, cố lên, phải làm, làm cho kiếm nhiều tiền lên, kiếm nhiều đô lên, bỏ trong ngân hàng cho nó nghiêng luôn. Kiếm gán, kiếm đồng nó cho đủ 1 triệu đi nha Nancy. Bữa nay anh thấy mấy thằng mà chống cộng ở bên Mỹ nó ăn hiếp An Nhiên. Lên đàn ông gì mà nổ gì mà lên, rồi nó chỉ không lợi mấy người phụ nữ, bắt đầu chù dập người ta. Mình ghét mấy loại đàn ông vậy sao? Không biết sao kỳ vậy. Mình là đàn ông, mình cần phải bày tỏ cái sự văn minh một ít nhất một chút nào, nhất là mấy thằng đàn ông bên Mỹ. Đàn ông mà tự nhiên mình đi đó mình chù dập phụ nữ, tôi thấy tự nhiên nó lô, cái thằng đàn ông nó lô, không phải lên đây để nịnh đầm hay là để được lấy tiếng nhiều phụ nữ. Tôi thì không có nghĩ như vậy, tôi không có nghĩ như vậy. Mà tôi thấy đàn ông mình cần phải có, mình là thế mạnh, phụ nữ thì nói chung họ là phải yếu, mà mình bọc tay một cái là họ chỉ rớt răng thôi. Nhưng mà mình làm mình không nên làm như vậy, phải không? Đấu đá chơi là chơi thẳng với đàn ông, phụ nữ mà chửi tôi thấy gì là họ tôi không bao giờ. Mình tôi nói với mấy anh chị các bạn là những người đàn ông trong đây nè, một cái thằng đàn ông mà ngu nhất ở trên đời này là anh biết, anh chị em các bạn biết là cái gì không? Một cái thằng đàn ông mà gọi là ngu nhất ở trên đời này là là chọc giận phụ nữ mà chọc họ giận rồi đó, trời gầm họ cũng không sợ nữa, ông trời họ cũng không sợ nữa, không biết sao mà cái không biết đâu, người phụ nữ họ được tạo dựng lên, họ lại có một cái lá gan nó to ghê hồn nha. Cho nên cái sự ngu xuẩn nhất của thằng đàn ông là chọc một người phụ nữ giận, cái chuyện gì chọc mà họ giận nó rồi hả, tôi nói chuyện các bạn biết, chuyện gì họ cũng dám làm hết đó, chứ không phải giỡn đâu. Khủng khiếp lắm. Các bạn đọc sách về vấn đề mà tâm lý phụ nữ rồi các bạn sẽ thấy hay lắm, những người mà người ta biết về phụ nữ. Bởi vì các bạn thấy cũng chính người phụ nữ làm cho mình hạnh phúc và niềm vui, mà cũng chính người phụ nữ sẽ làm cho mình tan nát và đau khổ nhất. Các bạn biết nên nhớ như vậy. Cho nên mình là đàn ông, mình cần phải gentleman, nói theo tiếng Anh đó gọi là gentleman. Be gentleman. Ok thì thôi, Lợi Minh chào bác Loan, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Lợi Minh chia sẻ với anh chị em các bạn vậy thôi. Những cái cuộc sống đó đây, và cái đất Mỹ này nói chung thì không có gì Lợi Minh này lên đây mà đòi Mỹ trên đầu đâu, không có đâu. Nói chuyện các bạn hồi đó tôi làm việc cho Mỹ này, nó chửi tôi là tôi cũng chửi lại nó. Nó nói tôi là nó nói xỏ lá tôi rồi, tôi cũng xỏ lá rồi đó. nó bự, nó cao như con voi vậy á. Tôi ngó lên tôi vẫn chửi nó. Tôi không có sợ, từ đó tôi làm gì nữa, tôi còn thách nó, mày đuổi tao đi. Tại vì tao biết mình nó cần mình làm công việc nó, mình biết. Mà nó chừng nào nó không cần mình nữa nó cũng đuổi mình thôi. Mày đuổi tao đi. Tại vì các bạn biết công ty mà mình làm mình trở thành chính thức rồi đó, nó đuổi mình á là nó phải đóng cái tiền phạt cho cái sở thất nghiệp. Mình không có làm sai á thì nó đuổi mình, nó phải đóng tiền phạt, là nó phải đóng cái tiền thất nghiệp đó, mình được lãnh cái tiền thất nghiệp mới được. Còn các bạn biết mà đi làm mà mình quậy nó, mà mình lỗi của mình mà mình đi đuổi đó, là mình cũng không có được lãnh tiền thất nghiệp nữa. Hồi đó tôi làm tôi nói mà nó kêu thằng boss cao hơn nữa, nó là thằng supervisor, nó kêu thằng manager của thằng manager ở bên tiểu bang khác qua họp với tôi. Mình trình bày, tại mình làm gì mình cũng phải document xuống hết, mình phải cho nó biết là cái gì đúng cái gì sai, sự công bằng như thế nào đâu ra đó.
chứ làm gì chứ Mỹ mà. Các bạn biết cái gì cũng vậy, mình phải viết xuống cái gì nó đâu ra đó. Thành ra nó không có đuổi mình được, mà nó không có bắt bẻ mình được. Tụi Mỹ á, nó đâu ra đó. Làm gì chứ nó, phải biết nó. Cái còn không là nó ăn hiếp mình vậy lắm, các bạn biết. Mỹ đừng có nghĩ rằng mình là cho người châu Á, là mình đới nước nó, là nó không ăn hiếp đâu, không dám đâu. Đừng có nghĩ, đừng có cuồng đến độ như vậy. Mèn ơi, ăn được đồng của nó cũng đâu phải là dễ đâu. Đâu phải đơn giản đâu các bạn, Mỹ mà. Nó là con cáo già, chơi với nó mình phải cẩn thận. Thôi thì lại mình chia sẻ với anh chị các bạn vậy thôi. Bye bye. Chào anh chị các bạn nha. Bye bye. Mình đi chợ.